Em Tuấn xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay bọn em gửi tới các bác là một bộ ghế móc tàu 6 món cũ, chất liệu bằng gỗ cụ ta Quảng Bình. Thì bộ ghế này em vừa mới sưu tầm được về xong các bác nhé. Đấy, vừa sưu tầm được về xong thì em lên luôn clip để gửi tới các bác. Bọn em chưa xi sát gì cả, vẫn nguyên zin mộc khi mà chở ở nhà khách tiêu dùng. Đấy, thì bộ ghế này thì bác chủ nhà là mua hàng của bọn em thì lân cấp bộ khác thì bán lại cho bọn em bộ này các bạn. Thì em mua lại luôn và hôm nay em gửi tới các bác. Đây, chất liệu bằng gỗ cụ ta Quảng Bình, bộ này 6 món và em bán bộ này giá cũng cực kỳ yêu thương nhá, để cho các bác nào mà cái tầm tài chính vừa phải chơi. Cái đoạn này kích thước là dài là 1m90, sâu trong lòng ngồi là 50, cao hết ghế kia là 1m27, cao đến mặt sử dụng là 48. Còn ghế đơn này là ngang 70, cao hết ghế là 1m20, chiều sâu và chiều cao cũng như đoạn. Đấy, còn thì cái bàn này là dài là 1m25, ngang là 65, cao là 71. Đôn này thì một chiều 50 x 40, cao cũng là 71. Còn đôn này là vuông 40, cao là 48 các bác nhá. Các cái ván ghế này đều là dày là 1/3. Yếm này thì là bản to, nó rơi vào khoảng 11,5 và dày là 3 phần các bạn. Đấy, 3 phần. Vẫn mốc thách như này, ghế vẫn mốc thách, em chưa làm gì cả. Đấy, chỉ có lau qua thôi. Và em quay luôn cho các bác xem để các bác lựa chọn cái tầm tài chính vừa phải mà lại được ghế đẹp nhá. Đấy, đây, ghế đơn này ạ. Đá thì là đá tàu rồi, đấy, rất đẹp. Đây, dáng móc các bác quan sát nhá. Đấy, dáng móc đây ạ, rất là đẹp. Và rồi đây là mặt ghế đây, các bác xem này ạ, gỗ vụ Quảng Bình. Em cam kết 100% là vụ Quảng Bình các bác nhá, đây. Không thể lẫn được luôn ạ. Đây, vụ Quảng Bình rất là già đây, ngồi người ta ngồi theo lên men 5 tháng nhá. Đấy. Đây này, em quay buổi cũng chiều tà tối rồi. Thì hôm nay là quay tối đây, ngoài đường này. Đấy, bắt đầu tối này. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Chất gỗ thì tuyệt vời. Đây. Và yếm này còn mốc thách đây. Đấy, yếm vẫn mốc thách nha. Giờ chỉ cần nướt qua một tí lướt xi thôi là nó hết mốc. Đấy. Đấy, và vụ Quảng Bình thì răm rất là mịn. Bác nào tinh ý là các bác có tay nghề các bác nhận ra luôn này. Đấy. Đây, và đây là đôn. Còn chiếc ghế tiếp theo này ạ. Bộ này thì gỗ lạt nó lành lặn phải đến 95%, không sứt mẻ rác rập gì cả. Đấy, gỗ thì lên men, lên tem. Bác nào mà lấy thì em chỉ cần cho thợ là tước nhẹ qua cái lướt một lượt xi thôi là sạch sẽ bóng đẹp. Quay chân mộc gửi tới các bác. Và đây là bàn. Đây ạ. Và đây vân đá này như là núi này, như là các cái núi này. Đấy, các bác xem các cái phim Trung Quốc hay có những quay những cái cảnh núi này. Đấy, rất là đẹp đây. Đấy, có đẹp không? Nó quá phê luôn. Đây, cái đá này vân bao phê luôn. Và đây, còn thì thành đây ạ. Đấy, thành cái khuôn này. Và bộ này thì em ra cho các bác là giá là 30 triệu các bác nhá. Đấy, 100% là gỗ cụ ta Quảng Bình. Như bộ này thì bình thường nó phải rơi vào tầm giá 35-40 triệu. Đấy, như em ra 30 triệu thôi. Những bộ gỗ mật nó đã có giá như này rồi. Em mặt đoạn đây. Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhé. Đấy, bác nào mà mang về chơi Tết thì quá đẹp luôn. Đây là yếm. Và đây là lên vách này. Đấy, đây là những cái chồng chân sập em tháo ra. Đấy, tháo ra là những cái sập sưu tầm cũ này, lại toàn hàng cũ xịn nhá. Đấy, tháo ra để phục vụ các bác. Và đây là chiếc đôn cao này, cũng nành đẹp nhá. Những cái vết là mốc này thì mình lau qua phát là sạch luôn, lau xi là sạch luôn nhá, cho nên yên tâm. Quan trọng là cái chất lượng gỗ, các bác xem này. Đấy, chất lượng gỗ cái vân gụ của mình nó già đanh này, răm nó không tôm, nó không to các bác nhá. Đấy, bộ gụ mật nó đã có giá tầm này rồi. Mà đây là bộ gụ Quảng Bình thì thực sự là rất là phù hợp. 30 triệu để cái kinh tế các bác chơi ở cái tầm tài chính nó nhẹ nhàng mà lại được ghế nó tương đối đẹp. Đây ạ. Và mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ qua hai số điện thoại là 083 626 449 hoặc 0985 230 888 nhá. Và địa chỉ bọn em ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Và bọn em còn rất nhiều những cái món đồ trưng bày để phục vụ các bác. Ở đây là một cái cửa hàng nhỏ ở ngoài mặt đường. Đây, bọn em cũng trưng bày một đôi số đồ. Đấy, ghế bọn em đánh xong này, vì sập cũ đây, bọn em làm lên đây. Đấy, sập cũ thì bọn em thẹp lại đây. Rất là
nhiều món các bác nhé, còn nhiều chỗ để đồ nữa. Đấy, các bác vui lòng có thể đến trực tiếp tận nơi. Đấy, và những cái lá gụ ta Quảng Bình này bọn em xẻ lá cũ này, đây bọn em cũng xẻ đây ạ. Đấy, lá cũ xịn sò luôn nhá. Lá Quảng Bình đây các bác xem. Đây là lá chiếu cũ này, để giới thiệu qua cho các bác xem. Đấy. Đây lá chiếu cũ này. Đấy, các bác xem này. Đấy thân gụ Bình thì bác nào mà chơi tinh hiểu về đồ gỗ mộc thì các bác xem phát là nhận luôn nhá. Đây là lá cũ nhá. Đấy các bác xem thì lá cũ này. Đấy này, gụ Quảng Bình này. Đấy, nó quá là đẹp cho nên là bọn em thì đây cục này là xẻ được là hai đôi. Đấy cục này xẻ được hai đôi mà lá này dày nó 3 phân cơ. Đấy, lá dày đây. 3 phân đi. Rất là dày. Và bọn em còn nhiều những cái món đồ đẳng cấp và nhiều tầm giá để cho các bác lựa chọn. Và các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng em ạ. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.